Công an huyện Thới Lai vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ về công tác cán bộ. Quyết định của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ điều động bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Đặng Công Chức, sinh năm 1967, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, giữ chức Phó trưởng Công an huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Quỳnh Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chúc mừng đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả và sự nỗ lực cố gắng của đồng chí Đặng Công Chức trong suốt quá trình công tác và mong muốn trên cương vị môi trường công tác mới đồng chí chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm năng lực công tác lãnh đạo tạo sự đoàn kết thống nhất cùng với các đồng chí trong cấp quỹ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao